Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại kênh Kim Hòa Thời trang và cuộc sống. Buổi sáng hôm nay khí trời rất là mát, gió lớn và mình cũng vừa ăn sáng xong. Thì đầu tiên mến chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Và buổi sáng hôm nay là một cuộc thi bơi lội giải nữ và giải nam trước chứ sắp diễn ra nha các bạn. Mời các bạn hãy cùng đón xem cái clip này nè, rất là hấp dẫn và thú vị đó. Bây giờ là các vận động viên đang khởi động trước ha. Trời ơi, gió đó các bạn thấy không, gió nó rít đó, gió ở ngoài với là sóng nó đập vô nó khủng khiếp không. Và cái hồ bơi này là một lát nữa các thí sinh sẽ bơi nha. Thì trước tiên là bơi nam trước ha. Vận động viên rồi mình có 8 người thì mình cho vòng loại trước, sau đó rồi mới là vòng chung kết sau, rồi mới tới phiên bơi nữ. Bơi nữ thì thực ra chỉ có 4 vận động viên thôi. Thầy luôn.
Đây là vận động viên này, giới thiệu vận động viên này đi thi đang lấy giải mua sữa cho con bú. Sao vận động viên này sớm quá vậy? Đó, con ơi, dẫn động viên kia đâu? Dẫn động viên kia đâu rồi? Động viên hiện giờ đang khởi động để chuẩn bị. Hiện giờ thì theo tình hình của động viên thì biết được là các động viên mình teo hết rồi, chắc phải còn nhiếp mới gấp ra đi tiểu được. Tại vì thời tiết là nước đang lạnh quá. Con bố chạy thử rồi cho tụi nó biết chưa? Xin giới thiệu với cả nhà mình, đây là hai ban giám khảo chấm điểm cuộc thi. Ở trong cái chiếc của mình sẽ có là lớn tuổi nhất và có đầy đủ số tuổi nha. Đây là đại diện cho ban giám khảo. Đây là cái nhóm của nhà mình xôn xao nãy giờ chờ cuộc thi, chờ một vận động viên nữ nữa thôi là bắt đầu cuộc thi rồi. Xin cả nhà hè mình hãy đợi chút xíu nha. Thêm một vận động viên nữa đây, shopping. Nó bang bang xuống biển hả? Khởi động, khởi động, khởi động. Khởi động đi tiên. Còn cái công viên này nó lâu quá vậy ta. Đây là vận động viên già nhất
có nước lạnh. Đây là vận động viên già nhất cuộc thi. Hai vận động viên nữ, ba vận động viên nữ, ở bốn lần hả? Đúng rồi. Nhảy xuống bình diễn nè. Ông bảy nhảy đi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục. A Cát gần vận động viên chuẩn bị cuộc đua nha. Xuống đây, xuống đây. Rồi, chuẩn bị. Gì vậy? Đứng sát bên kia đi. Rồi, chuẩn bị, chuẩn bị. Chưa nha, đứng thẳng đàng hoàng. Ở đây thì nó như vậy. Có nhiều cái quay. Thank you.
kìa. Đây bây giờ là giải nữ nha. Giải nữ. Nữ bơi ngang nha. À đây. Nữ là ai đâu nè? Chị Cúc, Duyên. Rồi Cúc nè, chị Sáu nè, Duyên nè, với lại Kinh Ngư, Việt Kiều. Việt Kiều Anh. Bơi ngang hả? Bơi ngang hả? Bơi ngang, bơi ngang. Bơi ngang qua đâu cũng được. Đi qua bên đó. Anh chú lại chưa? Ngon lành. Trời ơi, à cái này là đâu phải thi, nãy thi rồi. Này bơi chơi thôi. Rồi, cuộc thi ngưng. Bây giờ chuẩn bị là vòng chung kết nam nha. Rồi xin giới thiệu với cả nhà mình, bây giờ chuẩn bị vòng chung kết nam. Hồi nãy là mới có bán kết thôi, bây giờ chung kết. Bây giờ là giải vòng chung kết nam. We'll be right back.
Đó, bây giờ biết chưa? Ai nhất giơ tay lên, ai nhất? Rồi ai nhì? Ai ba? Ai tư? Rồi đó nhiều giải vậy? Hai trận đấu mà. Rồi chấm dứt cuộc thi. Em nói nghe nè, cho phỏng vấn cái giờ chờ thi gì vậy? Kéo con. Đang chờ thi kéo con. Lạnh quá kìa. Rồi bây giờ là chuẩn bị thi kéo co. Mỗi bên cho đều nha. Vũ đứng sau lưng Hải đi. Ha ha ha!
Vào đợt. Rồi thôi bây giờ chấm dứt, đi lên thôi, thôi lạnh lắm. Cuộc thi đã xong. Rồi thắng rồi, đi về Việt Nam mới thắng. Ở nó không có biển nó tắm, nó không có thắng gì hết chứ. Đâu vậy ai ba cái nốt kìa. Giờ lúc ra nè. Lấy trao giải sẽ được diễn ra vào lúc 12 giờ trưa bữa sau biển. Rồi bây giờ là các bạn ơi, lễ trao giải cuộc thi bơi lội với lại kéo co sẽ diễn ra vào lúc mấy giờ? Lấy trò đi. Vào lúc ăn cơm hả? Đấy, diễn ra vào lúc mấy giờ? 12 giờ trưa. Giờ cơm 12 giờ trưa. Mấy giờ mình giao phòng cho mình đi ngoài ăn rồi. 11:30 bắt đầu đặt chân xuống. Rồi vậy đi. Anh đóng cửa đi. Mời các bạn hãy đó xem clip kế tiếp.